Thưa quý vị, nhằm tạo đột phá trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong giai đoạn 2021-2025, một trong những giải pháp mà ngành nông nghiệp Đà Nẵng triển khai là hỗ trợ các địa phương đầu tư xây dựng các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác liên doanh, nhất là các mô hình sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Mô hình chả cá thác lát của anh Cao Văn Tới, thôn Phú Sơn 2, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang là một điển hình. Sản phẩm chả cá thác lát của hợp tác xã làng Phú Sơn được hình thành từ sau hai mùa dịch vừa qua và được định hướng phát triển là một trong những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của thành phố Đà Nẵng. Nhận thấy nhu cầu thị trường và tiềm năng của sản phẩm cùng sự hỗ trợ từ huyện Hòa Vang và Trung tâm Khuyến ngư Nông lâm thành phố, tháng 7 năm 2020, ông Cao Văn Tới, giám đốc hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư xây dựng nhà xưởng với hệ thống máy móc hiện đại. Từ đó, sản phẩm cá thác lát đa dạng hơn như chả cá tươi, chả cá chiên, chả hấp và được tiêu thụ tại các siêu thị mini, cửa hàng thực phẩm sạch, nhà hàng, quán ăn, các kênh trực tuyến, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho hợp tác xã. Qua quá trình phát triển của cơ sở thì cũng đã giải quyết công ăn việc làm của địa phương. Thứ hai nữa là đem về cái thu nhập cho hộ gia đình. Bên cạnh đó thì thu mua cái sản phẩm cá nước ngọt của cái vùng nuôi cá tập trung để mà sơ chế biến thành phẩm. Từ đó là có đối tác để mà mua bán, phối hợp để mua bán, trao đổi hàng hóa liên kết với các đơn vị trên địa bàn thành phố, các đơn vị có các tỉnh khác để mà bỏ chợ cá sản phẩm chợ cá của hộ ông Cao Văn Tới. Thì đến nay thì cơ sở đem lại cái thu nhập rất cao để phát triển bền vững tại địa phương. Bài toán nguyên liệu là vấn đề quan trọng trong việc nâng cao giá trị của sản phẩm chả cá thác lát nói riêng cũng như các sản phẩm công nghiệp nông thôn nói chung. Việc hình thành vùng nuôi chuyên canh không chỉ tạo nguồn nguyên liệu tại chỗ, bảo đảm cho sản xuất mà còn giải quyết nhiều vấn đề về chi phí vận chuyển, nhân công, việc làm, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Mới đây, anh Tới đã thành lập tổ hợp tác nuôi cá nước ngọt cùng các hộ nuôi cá tại thôn Phú Sơn 1, Phú Sơn 2, xã Hòa Khương. Được biết, tổ hợp tác đang hoàn thiện hồ sơ chứng nhận việc gáp cho sản phẩm cá nước ngọt Hòa Khương, tạo tiền đề để nâng cao chất lượng sản phẩm, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể. Để đảm bảo cái cung cá thịt nó có đạt một cái chất lượng tốt nhất, về khi mà ra mình thành phẩm, mình ra chả cá, thì bắt buộc mà là trong cái quá trình nuôi, thì tuyệt đối là không xử lý kháng sinh hoặc là cho ăn có chất tăng trưởng và chỉ cho dùng những cái mồi tươi và tận dụng các mồi tươi giống như cá rô phi mình xay nhuyễn và cho là có lát ăn thôi. Cái vấn đề mà mình biết trong cái công tác nuôi cái con cá thì mình sẽ hướng dẫn lại cho các bà con để nuôi để cho nó đạt cái hiệu quả nhất định rồi đó. Trong khi mà thả cái và đến khi thu hoạch là toàn xã hiện có 22 hectare ao nuôi cá nước ngọt. Đối với mô hình nuôi cá thác lát, nguồn vốn đầu tư ban đầu vẫn còn cao. Vì vậy, cần có cơ chế chính sách thông thoáng để hỗ trợ người dân tiếp tục thực hiện mô hình và xây dựng được chuỗi giá trị như đầu tư hệ thống trang thiết bị, máy móc để làm chả cá, xây dựng nhãn hiệu, bao bì, đẩy mạnh giá trị thương mại của cá thác lát. Hiện nay thì đối với địa phương vẫn tiếp tục đề xuất với các ngành của sở nông nghiệp cũng như huyện để hỗ trợ con giống đảm bảo chất lượng để cho các hộ tại vùng nuôi cá nước ngọt tập trung để nuôi tạo cái nhiên liệu ổn định lâu dài và bền vững cho cơ sở Văn Tới tiếp tục phát triển tạo ra các sản phẩm nhiều sản phẩm mới đảm bảo chất lượng để đưa ra thị trường. Theo ngành nông nghiệp Đà Nẵng, thành phố hiện đang kêu gọi đầu tư trên lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó chú trọng đến việc thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã góp vốn để hình thành các vùng chuyên canh gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn chủ lực. Tương tự mô hình chả cá thác lát của hợp tác xã làng Phú Sơn, đây là những dự án tiềm năng vừa có giá trị kinh tế cao, vừa góp phần phát triển nông nghiệp nông thôn Đà Nẵng bền vững, hiện đại.